bắt đầu đi thu hoạch muỗi, là món giúp muỗi cho nhà. Đây cái đèn bắt muỗi, tức là cơ bản chỉ cần tối ấn cái nút này bật đèn lên, sáng sau là để khoảng một tuần các bạn thu hoạch được khá. Xoay chân đế sang bên trái để lấy, đây đây là một trong những đèn bắt muỗi của em, rất là nhiều, đổ tặng ra đĩa nhá, rất là nhiều muỗi luôn. Cái đèn này bắt được nhiều nhất tại vì nó ở tầng 1, tầng 1 thường là bao giờ nhiều muỗi nhất, là đặt ở chân cầu thang là hiệu quả nhất luôn. Rồi, lên tầng 2. Long có ai ăn giúp muỗi không? Đây cái máy bội bắt muỗi thứ hai của em, để ở bạn nào. Thôi. Tắt cái quạt đi cho bố, tắt quạt đi Long. Tắt cái quạt kia đi cho bố, không có bay. Vâng. Cũng thế này thôi, sạch quay sang bên trái. Nhưng mà tầng 2 thì được ít hơn, không nhiều như tầng 1. Xong rồi xoay phải và lắp lại là xong. Sang cái đèn thứ 3. Đèn này thì hôm trước cũng được. Phải cẩn thận hôm trước ạ. Bàn đèn này hôm trước là do để con này kiến nó ăn tha hết muỗi rồi, để tóm lại chân muỗi rồi. Đèn này chỉ hiệu quả khi buổi tối thôi nhé, tắt khi mà tắt hết tất cả các loại đèn đi. Chung là đèn nào cũng phải được ít nhất 2-30 con. Mang đây lau lại đi con. Từ từ con lau. Bác chú ý là những cái này bẩn có thể vệ sinh nó đi bằng cách vặn bốn con ốc ở dưới đáy ấy. Vặn bốn con ốc ở dưới đáy là tháo ra qua vệ sinh, có trường hợp là côn trùng cánh như của chuồn chuồn hoặc bộ cánh cứng nó lọt vào ấy, làm cho quạt nó kêu thì mình phải vệ sinh là xong thôi, rất là đơn giản. Cái đèn nào bắt được rất là nhiều. Quả bọ cánh cứng của kiến nó vào tha cánh nó tiếc luôn. Làm lên tầng 3 nhé em, còn 3 cái đèn nữa là xong. Đèn nào phải bắt được mớ côn trùng nó linh tinh. Làm gì ấy, cầm điện thoại bố đi đâu đấy? Hả? Cầm Minh. Cầm Minh à? Mới cắm thì em nghĩ là bắt ít lắm, giờ nhiều, ôi cũng nhiều đấy, bắt được cả kiến ba khoang, kiến cánh này. Rồi xong, đây, để rút đây.